Xin chào cả nhà, hôm nay mấy dì cháu đi vườn bông cả nhà ơi. Ê, có con trai đi nữa nè. Vườn bông ở đằng sau kìa cả nhà, đẹp lắm cả nhà ơi. Còn là bông hồng không à? Đây là công viên. Ồ, công viên này lớn lắm cả nhà. Đó, thấy ham luôn. Đó, đẹp lắm. Năm nào cũng phải xuống đây để ngắm bông hồng cả nhà ơi. Đó, đẹp ha. Đó, quang cảnh xung quanh công viên. Hôm quay nhanh quá cả nhà, chắc xem chóng mặt luôn. Đó, đó ra, để mình kìa dì và em gái với con trai đi trước rồi. Bây giờ mời cả nhà đi vườn hồng cùng em ha. Đây nè cả nhà ơi, tới rồi cả nhà ơi, đây nè. Đó, đó, đẹp ha cả nhà ha, đẹp ghê luôn á. Bây giờ nước Mỹ thoải mái hơn rồi. Mở ai muốn đeo khẩu trang thì đeo, không muốn đeo thì thôi, nhưng mà em vẫn đeo. Còn chỗ nào không có người thì em không đeo. Đó. Rồi nắng chang chang luôn. Bữa nay nắng nóng lắm cả nhà. Bữa nay là 30+ độ luôn á cả nhà ơi. Đó. Đó. Bông không à cả nhà. Xung quanh bông hồng không. Để một hồi em đi gần kia hả, nguyên một cổng bông hồng không luôn, bông hồng leo á cả nhà, đẹp lắm luôn, đủ màu luôn, thích lắm. Hổng gài nó cũng tàn hết mớ rồi, bông hồng này bự ghê luôn á cả nhà. Đó, thích lắm cả nhà ơi, trời ơi, đi vô đây là em mê 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 bông luôn á, trời ơi, cái nến này cả nhà ơi, thích lắm luôn á. Đó, đó, đẹp luôn đó, đó. Hai dì cháu kìa, đó, nhóc chụp hình cho dì nó kìa. Ui cái bông này nè, thơm lắm cả nhà. Ui thơm, thơm quá, trời ơi mà nó đẹp nữa cả nhà ơi, cưng quá à. Cưng quá, trời ơi. Đây nó nè cả nhà. Ui, trời ơi cái bông hồng này bự quá rồi luôn. Đây 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 đây, đem lại đây. Đây 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 đây, cho cả nhà xem nè. Đó, quá trời tuyệt vời luôn. Đấy, cả nhà ơi nhìn nè, bông này nè, nó bự bằng cái mặt em luôn á cả nhà ơi. Đẹp không? Nè cả nhà. Đó. Ê, quá trời đẹp ha cả nhà ha. Cưng quá à. Đẹp ghê luôn cả nhà ơi. Dồi ôi, cưng quá. Can I take my mask off? Yeah. Okay. Đây nè cả nhà. Đó. Ôi, đẹp không? Đẹp không? Do you have any pockets I can put my mask in? Put in my backpack. Đó, đẹp lắm cả nhà ơi. Đây nữa nè cả nhà. Thấy không? Đẹp không? Đó, một vàng bông màu vàng luôn, vàng cam, giống như nhà em vậy đó cả nhà. Đó, đẹp mê ly không? Đó, coi chừng ông chích nha. Bông hồng này đẹp lắm cả nhà. Đây 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 đây. Đó. Đó, trời nắng cháo quá. Đó. Ôi, quá. Trời ơi, có bông hồng màu đỏ nè cả nhà. Ui, màu đỏ đẹp lắm luôn nè. Ôi, trời ơi. Bông này nè cả nhà. Ui, con này. Đẹp chưa, đẹp chưa, trời ơi, ôi,
Đã quá, đẹp quá cả nhà ơi. Wow. Đó. Đây. Đó. Trồng theo ô cả nhà ơi. Trời, nắng nóng ghê luôn á. Nắng chảy mỡ luôn cả nhà ơi. Chảy mỡ, chảy mỡ. Cái nào? Đó. Ôi trời ơi. Đẹp. Đẹp quá cả nhà ơi. Đẹp mê ly luôn, đẹp mê ly luôn cả nhà. Trời ơi, người mê bông mà đi đâu mà thấy bông là giống như là thấy cái gì vậy đó. Đó. Trời ơi, đẹp quá cả nhà. Cứng quá. Trời ơi. Con nó đẹp. Đẹp quá. Con nè. Trời ơi, u bông màu vàng nữa kìa. Bông mê luôn. Đẹp. Đó cả nhà ơi, bông này thơm lắm cả nhà. Trời ơi, đứng gần thôi không cần ngửi mà nó thơm phức luôn. Cực kỳ thơm cả nhà. Đó. Trời ơi. Đó cả nhà thấy không? Đó, trời ơi. Đẹp quá. Cả nhà ơi, đẹp lắm luôn. Nguyên một dãy đủ màu luôn. Đấy. Đây nữa nè. Trời ơi cưng quá. Ôi. Trời, làm cái gì cháu? Nãy giờ đi đâu mất tiền rồi. Đấy. Quá trời đẹp luôn. Thích ghê cả nhà ơi, thích dễ sợ luôn. Coi nè. Cưng không? Cưng không? Trời ơi, bông đỏ nè. Trời ơi, đẹp, đẹp tuyệt vời luôn, đẹp tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Coi nè. Hả? Đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Ôi ôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, có nè. Oh my god. Trời ơi, quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Trời ơi, trời nắng nóng vậy em đi giữa trời nước. Trời trưa nắng nóng vậy hả, về thế nào em cũng bị nhức đầu. Nhưng mà thôi kệ. Hy sinh. Hy sinh luôn cả nhà ơi. Đó, đẹp quá. Này cả nhà ơi, nhìn bông ở đây nè. Đó. Này bông hồng giống như nhà em vậy nè cả nhà. Đó, đẹp quá. Ôi cái này không thơm bằng nhà em. Này giống thôi nhưng mà nó không có thơm cả nhà ơi. Ở nhà em thơm lắm. Đó. Đó. Trời nắng chá, em không thấy đường luôn á cả nhà. Đó. Ôi đẹp không cả nhà, đẹp không? Ôi. Đẹp quá. Trời ơi, bông này nè. Bông này nè cả nhà. Ôi ôi, gì mà xinh dữ vậy nè. Quá xinh luôn cả nhà ơi. Ôi quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Trời ơi đẹp quá. Ôi, coi bông này nè, trời ơi. Ở nhà, ui, nhìn nè. Ôi, ôi, coi bông gì mà bự hơn cái mặt em luôn á, cả nhà. Ôi, đã ghê. Ôi, nắng chang chang. Nắng nóng quá. Trời ơi, màu này đẹp quá, cả nhà ơi, coi nè. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, cả nhà ơi. Đẹp. Nguyên một khuôn viên hoa này cả nhà. Đó. Đó cả nhà thấy không? Đẹp ha cả nhà ha. Đó. Trời ơi nó làm cái landscape đẹp ghê luôn á cả nhà. Đẹp mê ly luôn, có cái chuối nữa cả nhà.
có cái cỏ nữa kìa. Cái cỏ hay là cây bòn bon ta, không biết nữa. Thấy nó có bông kìa, không biết có trái không. Chuối kìa cả nhà thấy không? Đó, cái cổng bông hồng không á, em nói đó. Đó, mà hồi mình vô trong đó ha. Đó, đẹp quá cả nhà. Đó, mấy cháu ngồi ngồi cho bớt nắng, ngồi trốn nắng. Đó, thôi đi ngang cái vườn bông này hả, nó thơm phức luôn. Đấy, gà nắng á, màu nó đẹp hơn ha cả nhà ha. Mà nắng công nhận bữa nay nắng hực, nó hầm dễ sợ luôn. Mới thấy bữa nay nắng nóng dữ vậy đó, ba mấy độ chưa từng thấy nha. Ở tiểu bang mình á, nắng ở này ít lắm cả nhà ơi, lâu lâu có một ngày hai ngày thôi là nhiều à. Đó, cái bông này nè cả nhà, đẹp quá ha. Đây lối vào cổng đây cái nhà. Đó, ở trong nó chưa nở rộ cả nhà ơi. Thôi trong này mát, ngoài út chắc thôi. Ở đây nó chưa nở rộ cả nhà ơi, khoảng 1-2 tháng nữa nó mới rộ ở dưới này. Trời ơi, bông này thơm quá ta ơi, thơm quá, bông này thơm lắm cả nhà ơi. Thơm, thơm phức luôn. Đây nè cả nhà, em đứng cái đầu cổng hoa đây. Đó, chỗ này á, người ta có đám cưới, người ta hay xuống dưới này, người ta chụp hình cưới lắm cả nhà. Đó, hồi nãy có người ta chụp hình cưới với chụp hình mà kỷ niệm có baby, có bọ, có em bé, nhìn cưng lắm nhưng mà em không dám quay. Tại mình không có xin phép người ta, mình cũng không dám quay đâu cả nhà. Đó, đẹp hết cả nhà ha. Đó, nó kêu là Rose Garden. Này ở cái công viên 45 Park ở Tacoma cả nhà. Đó, đó đằng sau em có cái buồng, không phải buồng chuối mà nguyên bụi chuối, nguyên bụi chuối luôn cả nhà. Đó, rồi có hoa mẫu đơn màu hồng dễ thương ghê luôn á. Đắm xung quanh qua đây nữa. Ồ, chỗ này phải đi vòng mới vô được. Để em đi vòng đường kia vô cho cả nhà xem ha. Đó, có ai như em đi giữa trời trưa nắng nóng không chịu ở nhà, đi ra ngoài đường đi vòng vòng gì đó cả nhà. Chứ ở nhà buồn quá, nắng nóng ở nhà làm gì, đi ra ngoài chơi cho nó khuây khỏa cả nhà ha. Đó, nè cả nhà, đằng sau em cũng là vườn hoa hồng luôn cả nhà. Đó, tại nắng quá trốn ở trong này cho nó mát. Cả nhà ơi, đây là được cái chỗ này mát mà nó đẹp nữa nè cả nhà. Ôi, ở đây dưới gốc cây nó mát cả nhà ơi. Cháu mệt rồi, bà bầu mệt rồi, bà bầu đi chút, bà bầu mệt rồi. Đó, đấy cái nhà nhìn ra sao đẹp hết cái nhà ha. Đó, nắng cháu quá, không biết cả nhà thấy không ta. Đó, cái nhà thấy không,
lý tưởng không cả nhà. Cái nhà mà là cái chỗ mà giống như cái giếng nước vậy đó, người người ta để giống như cái mái nhà lên nhìn dễ thương, để chân thôi chứ đâu có nước gì đâu. Đó, đẹp ha cả nhà ha. Em xuống dưới này là em mê, em không muốn về nhà luôn á cả nhà, xuống dưới này là quên lối về luôn, thấy không cả nhà, thấy không đó. Đẹp quá cả nhà ơi, đẹp lắm. Khi nào mùa thu chứ, mùa thu mới có cái hoa gì đó, hoa thực dược. Yeah, mùa thu mới có hoa thực dược. Khi nào có hoa thực dược em sẽ xuống đây một lần nữa để quay cho cả nhà xem ha. Đó. Cả nhà ơi. Nãy giờ em quên sạc pin, giờ điện thoại em nó gần hết pin rồi cả nhà ơi. Cho em xin tạm dừng video ở đây ha cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo ha cả nhà. Nếu cả nhà thích video của em cho em xin một cái like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều đã ủng hộ và xem video của em ha cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ ha. Ok, bye bye.